Tôi muốn gửi lời chào đến tất cả các bạn, những người anh em. Tôi đã biết đến đất nước của các bạn từ rất lâu, phần nhiều là tín đồ Phật giáo. Tôi cũng đã được gặp các Phật tử Việt Nam và hôm nay tôi thực sự rất vui mừng được đón tiếp các bạn. Tôi muốn được tiếp xúc với các bạn theo những gì mà tôi đã từng thực hiện giữa con người với con người. Các nghi lễ chỉ làm cho chúng ta có khoảng cách. Tôi cũng được tiếp xúc với Phật tử Việt Nam từ Mỹ, Úc và rất nhiều nước. Tôi thực sự cảm kích về tinh thần hiếu đạo. Trên thế giới có rất nhiều tôn giáo, tuy khác nhau, nhưng đều mang đến cho con người niềm hạnh phúc, đức tin khi đối mặt với những vấn đề khó khăn. Đạo Phật là một trong những tôn giáo quan trọng đó. Các nước phương Tây phần nhiều là tín đồ Thiên Chúa. Chúng ta nên giữ vững phong tục tập quán và đức tin tôn giáo của mình. Và từ đó tìm hiểu các tôn giáo khác trên tinh thần tôn trọng. Bây giờ chúng ta đang ở thế kỷ 21 và yêu thương nhau. Chúng ta phải hiểu chúng ta là những Phật tử của thế kỷ 21. Và đó là thế kỷ của Phật giáo, mang đậm đặc tính của hiểu biết, trí tuệ và yêu thương. Các chư tăng thì nhớ rằng chúng ta mặc cái áo màu vàng và cạo tóc, đấy cũng không phải là một cái điều lạ lẫm gì, và đây là một cũng không phải là một cái điều khó khăn gì trong cái thế kỷ 21 này. Đây cũng là một cái điều rất là thuận lợi cho mình. Và ngày nay thì cái việc mà chúng ta những tấm y và khi mà chúng ta gặp gỡ nhau, chào nhau một câu Di Đà Phật thì điều đấy nó không còn là lạ lẫm nữa, và cái điều đấy rất là thân thuộc. Vậy chúng ta hiểu Tam Bảo là gì? Phật bảo Đức Phật không phải là một vị thần linh tối thượng, mãi trường tồn. Đức Phật cũng không phải sinh ra là trở thành Phật. Ngài là một người đến với cuộc đời này như chúng ta. Chỉ khác rằng, Ngài có được sự nhận thức về sự giác ngộ và trải qua sự nỗ lực thực hành. Cuối cùng, Ngài đã trở thành một vị Phật toàn giác. Những lời dạy của Ngài cũng bắt nguồn từ những kinh nghiệm thực chứng mà Ngài đã giác ngộ. Pháp bảo, Phật dạy chúng ta từng bước một, làm cách nào để thay đổi suy nghĩ, thanh lọc tư tưởng. Pháp chính là những điều mà Ngài đã chỉ dạy cho chúng ta, để rồi mỗi chúng ta sẽ phải thực hành. Từ đó chúng ta sẽ chuyển hóa tâm thức của mình để đạt được sự giác ngộ. Gate gate, pragate, parasamgate, buddhi swaha. Đó là sự vượt qua, vượt qua, vượt qua, để chúng ta đến bờ bên kia. Hiểu rõ ý nghĩa như vậy, đó mới thực sự là hiểu đúng đắn những gì Ngài đã chỉ dạy. Khi tụng đọc Bát Nhã Tâm Kinh, hãy tự mình đặt ra những câu hỏi để rồi khát khao tìm kiếm câu trả lời. Và bây giờ tôi muốn các bạn cho tôi nghe bài Bát Nhã Tâm Kinh bằng tiếng địa phương. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Lúc con được hiểu thì để mà thể hiện tâm từ thì chúng con phải cởi mở cái lòng của mình để đem đến cái niềm vui cho mọi người và để giải tỏa bớt những niềm đau khổ cho tất cả chúng sanh. Đó là căn bản, nhưng mà những cái điều đó là những điều mà trên chữ nghĩa, nhưng mà đúng ra tâm từ thật sự thì chúng con phải thật sự thể hiện nó ngay trong cõi lòng của mình, chứ không có trong những cái ngôn từ, những cái định nghĩa trong sách vở. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tâm kinh trí tuệ tiêu cánh rộng lớn đi Bồ Tát Quán Từ Tại Hành Sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa Ngài soi lấy năm quận đều công niệm qua đến tại cổ ánh này xa lời Phật sáng chẳng ca công công chẳng không nhớ không sành không nếm không mở cho nên trong tướng không không có sẵn không có lo tướng hành tướng không có mang tay bụi lưỡi thanh lý không có sẵn thanh lương vị xung phạt không có nhãn giới cho đến không có ý tưởng giới không có vô minh cùng không có
chúng đang vì không có chỗ đường nên Bồ Tát đi theo Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm không ngăn ngại vì không ngăn ngại nên không sợ ai xa hằng kiếp nào mộng tưởng đã đến cứu cánh niết bàn chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa chánh chánh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú là đại minh chú là vô thượng chú là vô đẳng đẳng chú hay trừ được nên thầy có chân thật không dối vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa liền nói chú rằng liền đề chung đó là chúng ta với tình con người, tình thân con người. Và mỗi khi chúng ta có đưa ra cái nghi lễ gì, tôi cảm thấy giữa cái nghi lễ đó nó tạo một cái khoảng cách giữa con người với con người. Chính vì thế tôi muốn tiếp xúc với các bạn như những gì tôi đã thực hiện, đó là chúng ta là cùng của con người sinh ra. Phần nhiều Phật tử khi gặp một số điều bất toại nguyện thì nghĩ đó là các nghiệp xấu. Xin Ngài cho vài lời khuyên. Tôi cũng thấy mình là cũng có nghiệp xấu. Và thực sự chúng ta luôn đối diện với rất nhiều điều khó khăn. Tôi thấy các bạn có một đất nước hòa bình, cũng như có nền văn hóa mang đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Đó là điều rất tốt, nhưng trên thực tế các bạn hay bất cứ ai cũng đều gặp rất nhiều điều khó khăn và bất toại nguyện. Để chuyển hóa các nghiệp xấu không thể xảy ra khi không có sự nỗ lực tu tập. Nếu không có sự bất toại nguyện thì cũng không cần đến và không có gì để tu tập. Vì vậy, khi gặp điều bất toại nguyện, chúng ta nên giữ vững đức tin và chánh kiến, rồi nỗ lực tinh tấn thực hành các nguyên tắc sống để tạo ra các nhân tốt. Từ từ khi các nghiệp tốt tăng trưởng lên, nghiệp xấu sẽ dần dần yếu đi, rồi cuối cùng biến mất. Đấy chính là sự khó khăn mà mỗi chúng ta gặp phải, không ai trong chúng ta không gặp phải những điều như vậy. Nhưng sự đối diện với nó như thế nào để chúng ta có thể chuyển hóa từ những nghiệp xấu thành nghiệp tốt? Khi chúng ta trực tiếp gặp những điều khó khăn như vậy, chúng ta hãy quan sát nó, kiểm soát, kiềm chế để không khởi lên những tâm tham hoặc những tâm đố kỵ, những tâm gọi là tâm sân, thì ngay trực tiếp khi đó chúng ta đã chuyển ngay dòng nghiệp của chúng ta sang một chiều hướng mới. Sự tu tập này và thực hành là để chuyển hóa, thanh lọc tư tưởng, dần dần thiện nghiệp tăng trưởng. Chúng ta sẽ làm chủ được nghiệp của mình. Tôi tin rằng với sự thực hành đúng thì chúng ta sẽ thực hiện và đạt kết quả là tất cả các nghiệp xấu sẽ từ từ biến mất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Công bạch trên Đức Đại Lạt Ma, Ngài cũng như đất nước Việt Nam có một vị vua Trần Nhân Tông đi tu. Sau khi đánh đuổi Đức Quốc Nguyên Mông xong, 35 tuổi Ngài đi tu để xây dựng nền tư lý của Việt Nam và xây dựng trên cái gốc của Đạo Phật, tức là tinh tâm về Đạo Phật. Khi tâm lặng mà biết thì đó là tâm Phật. Nhưng ngày nay thì cũng có một số hệ phái sang Việt Nam để mà truyền bá Đạo Phật. Thì nặng về cung kính, ở Việt Nam chúng con cũng đang là bài trừ những cái tục lệ đốt cái tiền vàng mã, lấy tiền thật đổi lấy tiền giả trong đốt thì gọi là lấy cầu phước. Thì ngày nay cũng có một số các vị sang Việt Nam truyền bá đạo lại lấy lương thực, thực phẩm
dầu bơ đem đốt sau khi cúng, như vậy là hủy hoại cái phần đó, là cái phần lương thực của con người để cầu phúc, thì như vậy có đúng lời Phật dạy hay không? Và theo ngài nghĩ việc đó như thế nào? Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngày nay có rất nhiều cách thực hành cũng như văn hóa cúng bái tùy theo từng tông môn, dân tộc để tỏ lòng tôn kính Tam Bảo, nhưng không phải là điều cốt tủy mà Đức Phật chỉ dạy. Điều mà giáo pháp Đức Phật chỉ dạy cho mỗi chúng ta cần thực hành đó là bát chánh đạo, đi từ giới, định, tuệ. Tuy nhiên các nghi lễ chỉ là pháp phương tiện. Giới theo tiếng Pali là Sila. Giới là để thực hành mà mỗi người phải tự mình nỗ lực thực hiện. Giới là bảo vệ thân khẩu. Đối với Phật tử tại gia thì được truyền giới từ các chư tăng và thực hành theo giới đã thọ. Đối với hàng xuất gia có nhiều giới, nhưng chúng ta hãy quan niệm giới chính là sự bảo vệ, chứ không phải chúng ta phải làm theo giới. Đấy là suy nghĩ đúng đắn. Chư tăng Phật giáo Tây Tạng được thọ 253 giới, hệ Đại Thừa 250 giới, hệ Nguyên Thủy là 227 giới. Những phương tiện thực hành chính để phát triển định bắt đầu từ việc làm chủ thân khẩu đến việc phát triển ý thức bằng cách chú tâm vào một đối tượng nhất định. Để chúng ta có được tâm định Samadhi, để có được tâm định nhất định phải thực hành từ giới. Để thực hành được điều này, bản thân tôi cũng vậy. Sự tinh tấn thôi chưa đủ mà chúng ta đừng vội mong muốn đạt được gì. Chúng ta cần thực hành trong một khoảng thời gian, có thể là một vài năm ở nơi yên tĩnh và riêng biệt. Khi bắt đầu tụng Bát Nhã Tâm Kinh, hãy coi đây là việc thực hành bằng cách chúng ta trọn vẹn thân và tâm từ đầu đến cuối của bài tụng. Dần dần chúng ta thực hành theo dõi hơi thở ra vào. Có thể đếm từ 1 đến 50, 100, có khi đến vài trăm hay vài nghìn. Rồi chú tâm đến hơi thở, từ việc chú tâm này sẽ từ từ trụ tâm vào một đối tượng. Đó chính là định. Những cảm xúc tiêu cực khởi nguồn từ sự thiếu hiểu biết, để làm giảm đi và loại trừ nó, chỉ khi chúng ta có được tuệ giác. Và chỉ có con đường thực hành từ giới làm cơ bản, định là phương tiện, thì lúc đó tuệ giác mới phát sinh. Tuệ giác giúp chúng ta loại bỏ tất cả những phiền não trong cuộc sống, cũng như những điều gây lên sự khổ, hay còn gọi là nhân gây khổ. Khi tuệ giác phát sinh, chúng ta sẽ nhìn rõ bản chất thật của cuộc sống. Từ đó chúng ta sẽ có góc nhìn đúng đắn về bản chất thực sự. Cốt tủy của Đạo Phật là hướng đến cho con người có được sự tuệ giác, mà người thực hành là mỗi chúng ta cần phải tự làm. Vì vậy, dù bạn có nghi lễ hàng ngàn lần, dâng hoa hay thực phẩm, cúng dường, cũng không thể làm cho sự thiếu hiểu biết mất đi và tuệ giác không bao giờ phát sinh. Có hai loại thiền, một là để phát triển định, một là để phát triển tuệ. Điều quan trọng phải thực hành đúng để thấy rõ bản chất sự thật của cuộc sống. Theo kinh nghiệm của tôi luôn suy ngẫm vì sao cuộc đời lại khổ và vì sao chúng ta khổ. Sự mong muốn hiểu biết nguyên nhân thì ngay đó, chính nó là nhân tố thúc đẩy chúng ta tu tập để tìm hiểu, và đó là con đường dẫn đến sự phát triển tuệ giác. Khi chúng ta tìm được rõ bản chất sự thật, thì đó là khi tuệ giác của chúng ta đã phát triển, là giá trị đích thực của sự thực hành Phật Pháp. Tôi đã 77 tuổi, nhưng tôi thường xuyên dành thời gian để học hỏi và tiếp tục học hỏi. Nên khi chúng ta có thời gian, hãy đọc sách và học tập nhiều hơn. Ngoài việc tôi thực hành thiền hàng ngày, tôi dành thời gian gặp gỡ và tiếp xúc với mọi người. Tôi luôn tự hỏi tại sao họ lại khổ. Đó cũng là một phần kinh nghiệm tu tập của tôi. Các vị thầy Tây Tạng, Trung Quốc, Việt Nam hay ở đâu đi nữa chỉ dạy chúng ta giáo lý cơ bản của Đạo Phật. Đó là điều rất tốt. Ngày nay cũng có một số thầy tuy mặc y phục như các vị chư tăng hay làm lễ một nghi lễ như Phật giáo, nhưng giáo lý không đi liền với những lời Đức Phật chỉ dạy. Các bạn nên chiêm nghiệm, không nên tin một cách mù quáng. Đức Phật cũng nói với hàng đệ tử của mình, hãy đừng vội tin những gì ta nói, hãy chiêm nghiệm rồi thực hành theo. Đừng bao giờ tin vào hình tướng của một vị thầy. Có những vị trông rất hảo tướng, nhưng lời dạy lại không đúng với giáo pháp. Ngay cả những lời tôi nói hôm nay chia sẻ với các bạn, thì các bạn cũng chớ vội tin ngay, mà hãy chiêm nghiệm lại những gì tôi nói. Nếu tôi nói các bạn cũng nghe theo, thì tôi sẽ thành một kẻ độc tài mất. Chúng ta không nên đi theo hướng đó.
Cũng như các bạn, nếu tin vào tôi qua những gì tôi nói qua hình tướng, thì điều đó tôi cũng không muốn như vậy. Xin Ngài cho cái lời khuyên ngắn gọn, chúng con phải tu học như thế nào để giữ vững và phát triển đạo Phật trong thời đại văn minh vật chất hôm nay. Quan niệm về sự hiện đại hay sự hiện đại hóa, nếu chỉ suy nghĩ và phân tích trên góc độ giá trị vật chất và phát triển theo hướng đó, thì dù bạn có đạt được nó cũng chỉ mang đến giá trị về vật chất chứ không thể mang đến giá trị về tinh thần được. Nhiều người tôi đã gặp đến từ Âu Mỹ rất giàu có, cuộc sống đầy đủ tiện nghi về vật chất, nhưng cuộc sống vẫn không được hạnh phúc. Điều đó nói lên chỉ riêng biệt vật chất thôi không đủ mang lại sự hạnh phúc và bình an. Không chỉ có vậy, hãy xem trên thế giới có bao nhiêu là vấn nạn do con người tạo ra, như tham nhũng, bất công xã hội, khoảng cách giàu nghèo. Có rất nhiều vấn đề mà chúng ta phải đối mặt hiện nay, thực chất là do chúng ta tự gây nên. Con người không ai mong muốn gặp phải rắc rối, nhưng lại tạo ra rất nhiều rắc rối. Là tại sao? Vài điều còn thiếu đó là khối óc và con tim. Thế nên chúng ta cần vài thêm nguyên lý sống. Những nguyên lý đó không đến từ đâu xa, mà từ trong chính bản thân chúng ta. Chỉ có thể đạt được những nguyên lý đó khi chúng ta tự nhìn nhận thực tế một cách rõ ràng. Khi bắt nạt, lừa gạt kẻ khác chỉ làm bạn trở thành kẻ thất bại và bạn sẽ hứng chịu hậu quả đó. Giúp đỡ người khác, hoặc ít nhất cũng cố gắng đừng làm tổn thương đến người ta, bạn sẽ nhận được nhiều sự lợi ích. Nói chung là, hãy hiểu biết rõ sự thật, sau đó tự nuôi dưỡng nhiệt huyết, giới luật cho mình, là bạn đã tự xây dựng cho mình được nguyên lý sống. Chúng ta sống trên hành tinh này, đang phải đối diện với rất nhiều điều không cần thiết. Vì vậy, chúng ta cần phân tích để hiểu rõ cuộc sống, thấy ra một góc nhìn tổng quát hơn, quan tâm đến lợi ích lâu dài thay vì lợi ích trước mắt. Điều đó chủ yếu được bắt nguồn từ nhận thức của chúng ta. Những nguyên lý sống này không thể mua được từ đâu, cũng không thể sản xuất ra từ máy móc.